không tên như nắng khôn lường. Bài hát đang vui em ơi giữ lòng sáng đẹp. Đẹp như trăng mới lên xanh đường yêu. Đường yêu trong tranh em bước cho đều. Rồi sẽ qua hết chuyện buồn thương tâm. Qua hết. Anh thôi đi, anh đừng có nói gì nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Em, anh muốn có con chứ gì, kiếm người khác mà đẻ cho anh, tôi đâu phải là cái máy đẻ, tôi còn tương lai của tôi nữa. Hay anh quay về với Lily đi, cô ta yêu anh điên dại mà. À, mà tôi quên, cô ta đâu có đẻ được đâu, đúng không? Cô... Anh là cái thái gì mà anh dám đánh tôi hả? Chia tay đi. Châu Bùi, cô ta còn dám đến đây sao? Em khoác vô cho đỡ lạnh. À. Anh sưởi ấm cho tôi nãy giờ rồi. Tôi cũng đã đỡ lạnh rồi. Anh nói là em vô phòng bật lò sưởi, em lại không chịu. Nên anh cứ lo là em sẽ cảm lạnh. Em uống chút trà nóng đi. Cảm ơn. Tôi chỉ muốn ở đây để tiện chờ Thế Phong. Với lại chiều nay tôi có cuộc họp ở Nha Trang, không thể bỏ lỡ được. Hay là để anh đưa em về trước, Thế Phong về sau nha. Thôi, cảm ơn anh. Anh ta dám công khai mối quan hệ này sao? Dũng. Chị, em khám xong rồi, mình đi về thôi chị. Em đi qua chỗ làm luôn. Chị mới thấy ai giống Dũng? Hả? Làm. Chị không chắc, chị chỉ thấy sau lưng thôi. Chắc là chị lầm rồi. Dũng chết rồi mà. Nhưng mà chị thấy giống lắm, biết đâu là Dũng thật. Để chị lên hỏi phòng quản lý bệnh viện xem có bệnh nhân nào tên Dũng không.
Linda, anh tới rồi nè. Anh tới lâu quá. Anh xin lỗi, em gọi anh là anh chạy hết tốc độ tới đây, không một phút giây chần chờ luôn đó. Lát nữa anh phải đền bù cho em đó nha. Vậy gì được chưa? Trong tháng này không có bệnh nhân nào Nguyễn Văn Dũng nhập viện hết. Chắc là chị nhầm ai rồi đó. Anh nhớ em quá à. Em cũng vậy chứ bộ. Trời đất ơi, con hồ ly tinh lại xuất hiện nữa rồi. Cảm ơn anh đã đưa mẹ em về đây. Cậu về cẩn thận đó. Dạ. Con xin lỗi mẹ. Lily đồng ý là được rồi. Dạ. Về sớm đi. Mẹ có cuộc hẹn với gia đình Phương Khánh đi ăn tối. Kính thưa quý vị, sáng nay cơ quan điều tra vừa có kết quả giám định pháp y. Như đã đưa tin vào sáng ngày 23 tháng 8 vừa rồi, một thanh niên khi đi suối đã phát hiện một thi thể. Cơ quan chức năng điều tra đã đến hiện trường để xem xét. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn. Trời ơi, con sao vậy Lam ơi? Con làm sao vậy? Văn gì vậy cô? Văn gì vậy? Cái thi thể đó là của Văn gì vậy cô? Trời ơi, sao con yếu tim dữ vậy? Mới có nghe tin hình sự thôi là đã muốn xỉu luôn rồi hả? Cô nói cho con nghe đi, là Văn gì hả cô? Thì Văn Thành đó, ông ấy đi rừng bị té chết đó. Văn Thành hả? Ừ. Chị Ly. Em sao vậy Lam? Em vui quá chị. Xem tin rồi đúng không? Ừ. Chị có khi á, cái người mà chị thấy lạnh dũng thiệt đó. À, em thấy con nhỏ hồ ly tinh đó ở resort đó. Em nói ai? Con ca sĩ Linda đó chị. Đi chung với Thành Danh hả? Không phải, đi với gã dâm dê hôm bữa đó. Ăn cơm với chị nha. Xong rồi em. Em xin lỗi. Em có nói chuyện với mẹ rồi, nhưng mẹ nói đã hẹn gặp cô Châu nên cứ để hai bên gặp nhau xem sao đã. Sao lúc nãy anh không nói ý kiến của anh luôn?
Nói sao hay? Anh không muốn cả hai bên phải buồn. Vậy cho dù như thế nào anh cũng không muốn lễ đính hôn hả? Không em, mọi sự đã sắp xếp hết rồi, cứ như vậy mà làm thôi. Anh nói thật đó hả? Tôi sẽ chờ chị ở Nha Trang. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Cậu muốn khi nào? Ngay bây giờ. Có được không? Vậy à. Hay là bây giờ tôi lái xe lên Đà Lạt, rồi ở cùng với chị đêm nay. Sáng mai tôi sẽ chở chị về Nha Trang. Cậu đừng có điên quá. Khuya khoắt như vậy đường đèo nguy hiểm lắm. Sáng mai tôi sẽ tới Nha Trang, được chưa? Vậy sáng mai nha. Tôi sẽ chờ chị, hôn chị. Mình chơi trò tình ái này với Thế Phong đến bao giờ nữa? Một trò chơi nguy hiểm. Em làm gì hả? Em chờ anh nè. Em biết là anh say nên em chuẩn bị nước cho anh nè. Anh uống đi. Thank you.
đừng tiếp xúc với anh ta nữa. Và cũng đừng làm gì có lỗi với ký ức của mình nữa Châu à. Ủa, sao em không gọi anh đến ra đón em đưa em vào? Em tự đến được mà anh. Mọi việc em đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi chị ấy đến thôi nha anh. Anh cũng đang chờ đi. Dạ. Vậy em đi trước nha anh. Cái này được không chị? Ba màu này được đó. Dạ. Chào cô. Đã sẵn sàng rồi hả con? Dạ cô. Khánh à, cô thấy không khỏe. Cô giao mọi việc ở đây cho con nghe Khánh. Dạ cô. Cô đi nghe con. Dạ.
Dũng ơi, nếu như anh còn sống thì anh đang ở đâu? Có bao giờ anh về đây tìm tôi không? Gì vậy chị? Xin lỗi, tôi nhầm người. À, không có gì. Cô dọn khỏi đây ngay lập tức giùm tôi. Tôi chính thức sa thải cô. Anh dám? Sao tôi lại không dám? Với tất cả những gì tồi tệ nhất mà cô làm cho tôi. Ai? Ai mới là người tồi tệ? Anh nói mạnh không biết mắc cỡ hả? Thuốc kích dùng vào trong nước. Cô thật là bị ối ra lên nè. Vậy mới vừa với anh Minh à. Rồi từ đây Châu Bồ sẽ không coi anh ra cái gì nữa. Và tôi sẽ chống mắt lên mà coi, xem anh và cô ta sẽ ra cái gì. Biến khỏi đây ngay lập tức. Đừng để tôi gọi bảo vệ. Được thôi. Đáng đời anh. Mình đã làm cái gì vậy? Tại sao biết rõ anh ta là hạng người đẻo cán mà mình lại để anh ta dẫn dắt cảm xúc của mình đi như vậy chứ?
Em ăn đi. Em cảm ơn. Chị ăn đi. Cảm ơn Phong. Rất cảm ơn chị vì đã đồng ý tham gia chiến dịch này với tụi em. Xem đoạn chị diễn với Ngọc Trai, em cứ ngỡ chị sinh ra rồi để mang chúng. Đẹp và hợp lắm. Cảm ơn Khánh đã khen. Tôi chỉ mong mọi sự được tốt đẹp. Ngày mai em với anh Phong sẽ làm lễ đính hôn đó. Vậy à, chúc mừng em. Dạ, em muốn mời chị ở lại tham dự chung vui với tụi em nha. Ngày mai tôi có một buổi ký tặng sách cho độc giả ở Đà Lạt. Vì không biết trước nên tôi không sắp xếp được. Tôi xin lỗi. Vậy thì tiếc quá. Chúc em và Phong hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn chị. Thực sự thì tôi muốn tự mình đưa chị về Đà Lạt cho an toàn. Nhưng mà một chuyện gấp quá, cho nên là tôi muốn ở lại để mà lo cho xong. Không sao mà. Tôi rất tiếc chị không thể ở lại dự lễ đính hôn của cậu. Tôi cũng không muốn chị tham dự. Tôi chỉ muốn nói với chị, tất cả đều nằm ngoài ý muốn. Nếu như được lựa chọn, thì tôi sẽ không làm vậy đâu. Đây có phải là giây phút chia tay của tôi và cậu không? Tôi không muốn chia tay. Cậu định biến tôi thành người thứ ba sao? Hãy hạnh phúc và đừng làm tôi buồn. Thank you.
Vậy là cô ấy giận mình thật rồi. Cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại mình nữa. Anh Minh. Hello em. Ủa, mẹ em ở trong nhà mà. Anh gọi mấy cuộc rồi mà không được. Chắc là ngủ quên. Thế Phong à. Anh vô nhà cậu nha. Anh sao vậy? Xuất xứ từ vùng Polynesia, quần đảo Tahiti, Thái Bình Dương. Ngọc trai Tahiti là tuyệt sắc hiếm có của tự nhiên. Sắc đẹp sáng nâu độc đáo từ ngọc trai Tahiti. Mẹ à, anh Minh chờ mẹ dưới nhà đó. Con nói là mẹ không được khỏe nên mẹ không muốn gặp. Rồi mẹ có sao không? Hôm nay con không thấy mẹ đâu hết. Mẹ không sao đâu, chỉ là hơi mệt nên mẹ nghỉ ngơi. Phong à. Dạ. Mẹ đã lo hết mọi việc cho lễ đính hôn ngày mai, con yên tâm nha. Xuất xứ từ Nhật Bản. Dạ. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Đầu tiên trên thế giới được tạo ngọc bằng phương pháp nuôi cấy, phổ biến với sắc trắng ánh hồng quyến rũ. Các thiết kế ngọc trai Apuja luôn tinh tế. Mẹ cậu không chịu gặp anh đúng không? Mẹ mà sáng giờ rồi, cho nên là mẹ muốn nghỉ ngơi, không xuống gặp anh được. Chắc là cô giận anh rồi. Mà anh làm cái gì nếu mẹ em giận hả? Chuyện người lớn á mà. Hay là anh làm gì sai phải không? Ừ. Tự nhiên biết Dũng còn sống, em tìm như con khùng. Không lẽ em còn yêu anh ta? Việc đó có quan trọng không? Ý chị là nếu em còn yêu anh ta hả? Em đừng có quan trọng chuyện đó nữa, cứ coi như là hết duyên. Nhưng mà em thấy sợ quá chị. Nếu em còn yêu Dũng, em sợ sẽ gặp lại Dũng rồi cứ lòng vòng lẫn quẩn với Dũng hoài, em không thoát ra được. Em muốn được tự do. Lam à, em đang mâu thuẫn, nói chuyện rối mùi lên hết. Em quậy quá, chị nghĩ tới thôi là em đã mệt lắm rồi, huống hồ chi lại gặp lại. Sao em không nghĩ sẽ không gặp lại Dũng nữa? Như vậy em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Vô đi. Anh ta chịu về rồi sao? Anh Minh về rồi. Nhưng mà anh làm gì mà sao mẹ giận dữ vậy? À, lát nữa con kiểm tra coi mọi việc đã ổn hết chưa nha. Đồ mẹ đặt ở bàn thờ gia tiên nè, quần áo, trang sức nữa. Dạ. Anh Minh nói là sẽ ở lại Nha Trang đợi gặp mẹ đó. Vậy à? Mẹ dự định ngày mai mẹ mặc áo dài chấm bi trắng, đeo ngọc trai, con thấy sao? Mẹ. Sao con? Lễ đính hôn có thể không phải là ngày mai được không mẹ? Con vẫn chưa sẵn sàng nữa. Con yên tâm, mọi thứ sẽ ổn mà.
cứ theo những gì mẹ đã định. Tôi nghe đây Phong. Chị về lâu chưa? Có mệt không? Cậu an tâm, chờ ngủ ngon nha. Bye cậu. Ngày mai anh ta đính hôn thiệt hả chị? Mình dùng rượu ấm xóa dấu.